hỏi con này. Tìm con đây à? Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của Hoàng Quyền. Đấy, một ngày mới chúc tất cả mọi người may mắn, hạnh phúc, thành công nhé. Đến video tiếp theo trên kênh của Hoàng Quyền hôm nay thì là Hoàng Quyền có mặt tại xóm Tùng Hoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng trong cái lễ hội Lồng Tùng tại xóm Tùng Hoảng. Đấy, hôm nay có mặt tại đây, Hoàng Quyền tiếp tục chia sẻ một video về không khí ngày lễ hội Lồng Tùng ở đây diễn ra như thế nào, gồm có những cái gì đặc biệt đặc sắc nhé. Xóm Tùng Hoảng thì đa số là những người dân tộc Tày sống quanh quẩn ở chân núi. Đây, những ngôi nhà sàn thì ở chân núi, đường đi lại rất thuận tiện rồi. Lễ hội xuống Lồng Tùng ở đây thì mỗi nhà, mỗi hộ gia đình sẽ làm một mâm cơm, với là dựng một cái khu lều gọi là trại để ngồi ăn cơm giao lưu ở đây các bạn. Hoàng Quyền sẽ đi một vòng cái dãy các lán ở đây. Số lượng hộ gia đình ở đây chắc chắn là khoảng trên 100 hộ. Mọi người dân đều tập trung ra đồng ruộng khá là đông rồi. Thèm con, bấy liều thôi con. Đấy, chia sẻ mỗi gia đình cũng đều trang bị cho mình một cái lán riêng. Lát nữa Hoàng Quyền sẽ chia sẻ một khá chi tiết những một số lán trại cho viếng giả xem nhé. Đấy. Đây đi cũng toàn là gặp khá là nhiều người quen. Đấy. Cha bé tả và các ông ơi cầu bác chủ nhất định trên 100 hộ rồi. Vậy số lượng rất là đông, hy vọng là hôm nay là có cái không khí rất là sôi động. Thèm có hoạc mà. Đấy. Chúng ta thấy đi đến đâu cũng gặp mà những gia đình thân, gia đình người quen. Ơi má hay lắng á. Xem coi ngoan quá liêu nhá. Thái giác quay lại mới tí không sao ra. Làm chén lại mai nhỉ. Chúng ta thấy đấy, đi gặp người quen ở đây thì chén rượu là đầu câu chuyện. Bò bố Uyên à. Đây bố Uyên đấy. Ông Uyên à. Là lấy hết bọ Uyên á, tế bú Uyên, tế kè của la lại Uyên thì... Về hết ông chỉ còn. Ông ở đây, ông trên vàng. Mì, ông chỉ còn. Cùng nhau. Ông Uyên chỉ còn, xem, bọ Uyên chỉ toảng ấy. Này, Nam chế nó. Nam chế. Nam chế sao phải xem hắn nấu rượu hạt giang nhá. Nha, rượu chuẩn rượu xịn nào. Cảm ơn ông Nguyên nhá. Ngừa nắm. Nắm tàng nó, nắm to khuyên. Rồi bài nó phải liêu thôi con. Chúng ta có thể thấy đấy, đây là toàn các ông, các bà. Xem coi không mà liêu thẳng nhá. Non YouTube đây. Đấy, chúng ta cũng chia sẻ sẽ có một số gian hàng, đi đâu toàn gặp người quen. Hello, xin chào. Đấy. Sẽ đi một hết một vòng các dãy hộ gia đình ở đây nhá. Đấy, lại gặp gia đình nhà người quen. Hello, chào anh, xin chào. Đấy, lại vào đây chào các bác nhá. Một tí thôi nhé. Một tí thôi. Bên đây toàn mấy lúc khâu vậy à? Vào chúc sức khỏe các anh các bác một chén nhé.
Phải à, phải vòng đường thủ tâm trường này này, kỳ lươn này hẳn cân quyền, kỳ lươn là hẳn cân quyền. Ờ, à, nay lại cũng phải lên với bác à? Hôm chú Lê đi đâu mà đi về sớm đấy? Đâu, hôm chú Lê vác hẳn trường bản tan đúng đấy. Mà tức, tức bài chỉ là lâu mới xong lên, trường bản tan đúng đấy. Đâu, lúc anh đánh bài thì có thể chú đâu? Có mà, ngồi ở mâm bên trên ấy. Đâu, mâm bên trên lúc đấy chẳng nhỏ hết rồi. Ngồi cạnh với thầy Tào. Thầy Tào lúc đấy thầy Tào còn xuống đánh bài. Ờ thì ngồi với chỗ thầy Tào ý. Đấy. À, là bây giờ chúc khỏe anh nhá, cả gia đình nhá. Thằng bay à. Tung chua cắm rồi nó. Thế tôi chuẩn nó ba hay áo của anh cả. Ca đi. Cao không? Nó phải nông mấn ao rồi. Ao mà, ừ. Lo mà, lo ca rồi. Ừ, ừ, ừ. Chú khởi có niêm đấy. Lo ca niêm rồi con ấy. Ừ, nhớ mày ao. Đó, cả, ơi. Đấy, ok. Đấy, thằng bạc, chèo một đấy. Chèo kíp bay rồi. Rác quẩy bay. Ừ, ừ, ừ. Vì bây giờ cái này phục hấp bay thằng khỏi lắng với chút lúc đấy mà không phải đây khuyên lắng lươn lắng cắn chín bay nhưng là đa sợ là thương thương là mì lốm lắm à mì lốm lắm Uyên ở bộ Uyên đấy một cái hình ảnh nổi bật nhất là đây là cái cột con. Ờ, xem quay ngoài còn nhá. Đấy, chúng ta thấy đi là người quen thì ai cũng muốn gọi vào lán để giao lưu uống một chén rượu. Khu vực đây là khu vực sân khấu. Đấy, lát nữa cũng sẽ tập trung khá là nhiều người dân ở đây để nghe những cái tiết mục biểu diễn. Đấy. Hôm trước quay lễ hội ở Nam Quang thì có 4 lỗ, hôm nay có 1 lỗ. Đến hiện tại Hoàng Quyền đánh giá thì cũng không đông lắm đâu. Đa số các gia đình thì ngồi tự lán mình thôi. Còn những người bản làng lân cận là tập trung đến đây để cùng vui chơi là hầu như là không có nhiều. Đấy, bạn bè các bạn cũng không thấy. Bởi vì một số các bạn trẻ là đến bây giờ thì đã đi công ty hết rồi các bạn ạ. Ta cùng xem cái không khí ở đây. Một dàn em bé rất là xinh xắn nè. Chú xem mặt nào, ôi dồi ôi nhỉ, ngoan giỏi lắm luôn nhỉ. Thể lắm, Ấn Độ nhỉ. Quay hả? Các bạn trẻ là các đến là các bà đến là lễ hội. Ờ, con gái, con trai đấy, đi đâu cũng gặp cháu, gặp đấy, nha, các cháu. Đấy, chào con nha. Ở đây sẽ là khả năng là khu trò chơi cho các bạn. Nhất định ở đây là cái bàn lầy khỏ nhá. 4 que, 5 que. Các con biết lầy khỏ chưa? Hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 1 bạn ấy. Lớp 2 bạn ấy. Lớp 2 à, còn bạn ấy? Lớp 3. Bạn học lớp mấy? 3. Lớp 3 rồi à? Ăn cái gì à, mồm hồng thế? Tiếp xích à? Kẹo, kẹo mút. Rồng đỏ. À, rồng đỏ. Hôm nay không học á? Hôm nay học 2 tiết rồi. 2 tiết rồi, được nghỉ già đúng không? Được mình đến chơi hậu. Đây là các cô chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Mặc cái trang phục rất là rực rỡ. Má ơi. Má mua, tăng lượt mà liều quá.
Lễ hội là có đội văn nghệ xóm và thứ hai là trò chơi dân gian, có kéo co và đập bóng và có môn lạy cõi truyền thống của dân tộc Tày. Chúng ta là có khách mời là có xóm Nà Luông và trong đó ở xóm Tùng Hoàng có ba đội kéo co và cử vệ Nà Luông nữa. Sau đây xin mời các thành viên của xóm Nà Luông chuẩn bị các vận động viên để vào vị trí vui chơi trò chơi dân gian của xóm Tùng Hoàng. Xin cảm ơn. Văn nghệ xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình văn nghệ, chúng ta cùng đến với bài múa Nông Thôn Mới do anh chị em phụ nữ xóm Tùng Hoàng biểu diễn. Đây là những cây khán giả hùng hậu đấy. Thank you.
con này. Đấy, quay cho tất cả các bạn xem là cái số lượng khán giả hôm nay đông như thế nào đấy. Một câu hỏi các bác xem rồi các bác biết. Cái một điều là rất vinh dự là ban tổ chức rất nhanh đã thay đổi loa mới. Cái loa nhìn là xịn sò và có cái volume chắc chắn là to hơn. Sự cố về loa các bạn ạ. Cho nên là đấy, đã có âm thanh mới. Chúc mừng, rất là ok. Đấy. Loa nó phải thế này chứ.
Hello, hello. Thêm lại chương trình chúng ta được thêm tiết mục múa chảy hội Cao Bằng, một tiết mục rất là sôi động. Đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội đồng tâm xóm Tùng Hảo hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị đại biểu chúng ta cùng tiến về phía bên cánh đàn bên trái để tiếp tục theo dõi các tiết mục trò chơi dân gian. Vâng, xin mời các quý vị đại biểu. Đó, nội dung tiếp theo chúng ta hãy cùng theo dõi những màn đập bịt mắt đập bóng nhé. Tập thứ nhất là của đội nhập mà luôn. Đấy, chúng ta vừa theo dõi những cái màn đập bóng, nhưng hầu như là các bạn người chơi là không hề dễ ăn đâu. Đá chạy choạng sai hướng rồi. Các vận động viên này trên này cỏ thì sao bên này này ai thắng người thắng ba kêu, ai thắng hai thì có một phần quà của ban tổ chức. Không hề dễ đâu các bạn ạ. Tiếp tục chúng ta hãy cùng đến cái sân khấu lầy cỏ nhé. Những của ông vua đích thực. Những
Sau đây là thứ hai là Lại thứ hai. Mình biết rồi. Lên 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 ba đuôi sản tố nó được đấy này có bà thôi mẹ nó sản nó mẹ nó xì hôn xì nó tui má mà xì tài má xì tôi xì đâu tôi xì này có bà sản bà mẹ nó sản bà sản nó sản bố mẹ nó sản bố mẹ nó tui thôi tui này có bà chấp được rồi lên Vâng,
Mày còn yếu hơn nữa mày ơi. Kéo lại hết đi. Giờ đấy kéo á. Lại lại cơ cơ hồi lại má. Mày nha, đi mà chơi ấy mày thằng. Sao mình ngu mà đi học cái gì? Thằng ngu đi học. Ai đi không được. Ai đi không được. Lại cơ cơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trận chung kết là xóm nào loạt thắng, xóm nào luôn, quý cô bác ạ. À, tại lễ hội Lồng Cúng xóm Cường Hoàng năm 2023, quý cô bác nhé. Vừa rồi là kết thúc hai phần trò chơi, đó là đập bóng với là lầy cỏ. Đấy. Trò chơi tiếp theo sẽ là kéo co. Bạn hãy cùng Hoàng Quyền theo dõi những cái trận kéo co diễn ra thế nào nhé, có sôi nổi hay không nhé. Có các bạn nhỏ đang tập sự đấy. Đấy, chúng ta cùng xem cái màn kéo co của những anh chàng. Công tác chuẩn bị khá là chậm chạp. Chưa còn ra sức thế đâu mà. Chúng ta thấy là thầy dòng làng đang phát lộc may mắn cho cả làng, những hạt ngô hạt gạo, ai mà hứng được là rất may mắn thành công. Các cô các bà sẽ gom để lại và mang về nhà. À na mẹ không nên làm mưa bèo lươn lên làm. Hết rồi sẽ. Không mẹ không nên làm về lông nắm mà ở về lông mà 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 lông nó lại. Về xe bây giờ.
Những hạt thóc này là chỉ giữ để thôi nhá, không mà lấy đi gieo để mầm hoặc là trồng lại đâu các bạn ạ. Đây, chuẩn bị tung còn chuẩn bị. Đấy, trưởng đoàn đã phát động là chia còn. Thật ra đi những cái lễ hội lồng tùng này phải rất cẩn thận và chú ý, rất dễ bị còn trúng vào đầu và mặt vào người nhé. Đau bởi vì còn rất là nặng. Mọi người rất là đang háo hức. Trưởng thôn đang quán triệt cho tất cả con em nhỏ đi vào bên trong, không được ra giữa đồng. Ra giữa đồng rất dễ bị trúng mà cái còn rất là nặng. Long Nguyên Phụ. Đấy, còn này thế làm bằng đẹp như này mà. Đẹp đấy không? Có hai lượt nơ. À, bên trong này làm bằng hạt gì nhỉ anh? Trong này là cát. Cát. Vâng. Chỉ mỗi cát thôi đúng không? Đúng rồi, cát thôi. Cát đấy rất là nặng. Cát thì nó mới nặng. Nặng. Có thể là tung thì đứng xa, cát miệng. Chúc anh may mắn nhá. Cảm ơn. Dạ vâng, đấy. Đấy, đã bắt đầu rồi các bác ạ. Như trước còn đã được tung lên. Tung chung. Như đàn chim én. Mình phải đứng thật xa thôi. Còn đây nhá. Bùm. Hả? Thôi không tung đầu tay lắm. Dạy gì để bị đầu tay để mọi người chơi thôi. Mới đầu là những người dân bản hăng ấy thôi, lúc nữa mệt thì mọi người sẽ nghỉ mà. Kiểu gì sẽ có người bị đau tay, đau vai. Các chị em phụ nữ là hình như là không tham gia. Đa số các anh chàng cùng cánh đàn đông tham gia là nhiều. Rất nhiều còn mà những cái ấy dạ. Có một con đã chạm vào biển các bác ạ. Đứng ở đây mắt lúc nào phải quan sát lên không trung. Không quan sát mà lỡ cái còn nào về hướng mình thì rất là nguy hiểm luôn. Còn bên trong là bằng cát rất là nặng. Ném một cây, ném một câu. Chú
chúng ta thấy cái không khí rất là sôi nổi. Không bay đã rung các bác ạ. Cái tỷ lệ trúng cái bảng là cũng khá là cao, nhưng mà để lọt qua lỗ là không phải là chuyện dễ dàng, thật sự may mắn. Đã hở rồi ạ. Đây, cái giấy đã thủng rồi, nhưng mà quan trọng bây giờ là cái quả còn của ai được lọt vào. Không biết lúc này Hoàng Quyền có hình ảnh quay được không, bởi vì đang quay thuận hình ảnh nó có trên thước phim của mình không. Cái hình ảnh lúc đấy có một bạn đi qua được giải nhất đấy, thật rất tiếc mình đang quay cận mà lúc ấy mình lại bị lia xuống mất. Cái còn sau là cái còn đấy là quả còn được giải các bạn ạ. Anh có rõ lại được giải nhì rồi ạ. Đấy, chúng ta cùng xem cái không khí ở đây. Mâm cơm mỗi gia đình sẽ được bày ở cái phần rạp của mình nhé. Đấy, mâm cơm đây gồm những cái thức ăn gia đình mình đã chuẩn bị. Rượu là không thể thiếu rồi. Đây, ở đây có thắp hương này. Có thắp hương. Đấy, thắp nén, nén nhang. Rất là nhiều đồ ăn mang theo. Con ơi, ăn cơm đó. Đây, xuống mâm mà chuẩn bị ngồi ăn cơm đây các bạn ạ. Đúng là muộn rồi, 2-3 giờ chiều rồi. Bây giờ mình cũng khá là ngại để ra ngoài quay chia sẻ. Nếu mà gặp người quen nó lôi về uống rượu, rất là sợ luôn đây. Đây, tiếp tục Hoàng Quyền lại chia sẻ cái không khí các gia đình ngồi ăn cơm tạm tại gian hàng mình, tại cái lều mình. Mọi người cũng là từ ngày Tết mà ngồi lại giao lưu với nhau rất là nhiều.
quên không tiến lại gần nhiều hơn vì sợ gặp người quen là lôi về uống rượu. Biết đã bảo đi xa không cho nhìn thấy rồi cuối cùng vẫn phải vào đấy. Lại có mưa. Đang ở đây một tí đã. Tắt tạm dừng đã. Tiếp tục xem cái không khí các mâm cơm đang giao lưu đấy. Đá một vài bước chân là có người quen gọi. Chứ tốt xem. Hello hello. Mỗi là mới cơm dân rất là đông, vẫn còn là đông rồi. Cứ chỉ ngồi vào chỉ có rượu say mới mâm, không phải 1-2 ly là ra. Sẽ một mâm là khoảng 4-5 ly cơ, mâm vừa rồi là mình có 6-7 ly cơ. Đấy, có ly ra ly vào. Đấy, có người quen lại gọi. Đi chú quay lại. Bảo rồi. Đây là một người quen, cá. Ờ, cá vừa ốm này không? Chào quả thân. Anh nhá. Anh chào em. Vâng, xin chào anh nhá. Nhớ bổm hết cay mà nó. Vâng, là dân gian dân tộc của mình. Tốt quá rồi, hôm nay vui, đông đủ. Hôm nay xuống hội đồng tùng thì... người ta bảo xuống hội thì... Xuống hội lộng tùng nó phải ở đông. Tùng là dù đông. Đông. Tùng là đông. Lộng tùng nè, lễ hội tùng nè. Cô khơi. Cái năng nó mới liều trộm xí còn. Đấy, ngồi chia sẻ một chút này. Mới mâm còn tụ tập rất là nhiều. Tí quay lại. Tí quay lại. Xem quay không vậy? Đấy. Bảo đấy. Mâm nào cũng gặp người quen. Ở trong làng thì ai cũng muốn được vào ngồi giao lưu cùng. Rất là đông đủ vậy. Mâm trên này là những thanh niên trẻ. Chúng ta có thấy là một dãy dài tầm khoảng một hơn 100 mét. Chúng ta xem cái không khí mọi người đang gọi là gì vậy? Chúc mừng năm mới. Lại chìm nữa đấy. Lại luôn. Thôi đừng lại nha. Lại luôn. Hoàng Quyền xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của Hoàng Quyền. Đấy, Hoàng Quyền là được có dịp những đi những cái lễ hội hay là có gì vui hay thì chia sẻ trên kênh, và hy vọng quý cô bác trên khán giả yêu thích kênh của Hoàng Quyền, yêu quý Hoàng Quyền thì hãy cho Hoàng Quyền một lượt đăng ký nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn quý khán giả trên kênh Hoàng Quyền những clip tiếp theo nhé.